Dĩ Bản Cà Phê xin kính chào quý khách. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 5, cà phê sẽ free từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Mời quý khách ghé lại uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa trước khi đi làm tại Dĩ Bản Cà Phê 2455 Avin Avenue, cà phê Quỳnh Hương cũ. Tôi đã làm việc với văn phòng biện lý để biến hạt Santa Clara thành một mô hình kiểu mẫu trên toàn quốc về việc truy lùng những kẻ xâm hại tình dục. Qua việc nhanh chóng dùng DNA để điều tra, làm việc trực tiếp với cảnh sát và lãnh đạo cộng đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp San Jose trở thành thành phố lớn, an toàn nhất một lần nữa. Nha. Rồi. Hello everyone. Chào anh Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Tiến Đạt, thưa quý vị. Quý Sư Tam xin trân trọng chào quý vị. Và hôm nay chúng tôi lại có dịp gặp nhau và xin mời gọi lời chào đến quý vị, thưa anh Đạt. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, cũng như gửi kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam báo Cali Today. Thì câu chuyện tin tức vào trưa hôm nay đó, anh Đạt mở đầu bằng cái tin gì đây? Quên mất, đầu tiên là mình có cái tin hấp dẫn nhất nước Mỹ, ngay là đại khái là có một cái đứa bé 18 tuổi. Nó mới mua 2 khẩu súng trường, nó giết 19 học sinh tiểu học và 2 thầy giáo, là 19, thành ra nó gọi là động trời trên nước Mỹ, thành ra thì nó là một cái chuyện nghĩa là đang rúng động mọi người, đang bồn chồn. Đó là cái tin không được đẹp, là mới đây hình như 1-2 tuần trước thì nó cũng lại xảy ra ở Buffalo đó. Đại khái là cũng có cái chuyện đó, thành ra thì nước Mỹ thì trở lại cái nói thêm một tí là cái điều 2 của hiến pháp Hoa Kỳ đó, thì khi mà những cái người nhà lập pháp lập ra, họ có cái điều là người dân Mỹ được quyền có súng. Nhưng mà theo tôi hiểu đó, thì là cái lý do là tại sao mà những người lập ra hiến pháp ở Hoa Kỳ đó lại đặt cái điều đó vào hiến pháp để không sửa đổi, là vì lý do họ cho rằng là tất cả những nhà cầm quyền, kể cả vua chúa, thường hay có cái khuynh hướng nghĩa là chà đạp dân chúng, chèn ép dân chúng, thành ra họ nhìn vào cái gương trong lịch sử của thế giới, thành ra họ mới đặt cái điều đó ra là để dân chúng có quyền có súng để mà tự vệ hoặc là làm cách mạng. Đó là cái lý do chính yếu mà tại sao mà cái điều 2 tù chính án của Hoa Kỳ nó có cái điều đó. Đó là theo cái hiểu biết của tôi, mà tôi nghĩ là cũng đúng chứ không phải sai, là để cho người dân có cái quyền chống lại chính quyền khi mà chính quyền chà đạp dân chúng, chèn ép, nghĩa là đủ thứ, độc tài đảng trị cái gì đó. Thành ra vì như thế, như sau này thì về thời gian thì nó có một số những cái tệ hại xã hội, thành nó mới xảy ra cái vụ có súng dễ dàng, rồi những người bệnh tật này nọ, thì đó là cái lý do hơi đặc biệt của nước Mỹ so với khắp thế giới. Với lại dựa vào cái tin tức đó, thì trên thế giới chỉ có 3 nước là cho được quyền dân mua súng, là nước Mỹ là một, là 120 khẩu súng trên 100 người dân, trong khi nước thứ nhì là Guatemala thì với Mexico là cũng cho quyền dân, nhưng mà tại vì súng nó đắt quá, thành ra là chắc là không có dân, nó không có xài nhiều thì cứ ít thôi. Đó là cái điều mà rúng động nước Mỹ. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề Ukraine đó, thì vấn đề chưa trở lại vấn đề Ukraine. Dạ. Vậy thì theo bữa qua đó, tôi có nói chuyện dạ. Một người diễn thuyết khác, thì họ cũng đưa ra một lý do khác để giải thích cái tu giáng thứ 2 của hiến pháp Hoa Kỳ là người dân được quyền mang súng. Bằng dạ. Lý do khác, hôm nay anh giải thích lý do khác. Thì có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục bàn vấn đề này trong dịp khác để coi từ cái lý do nào chính xác nhất. Nhưng có cái điều là trước khi Biden đi Á Châu thì vụ nổ súng tại Buffalo. Đúng rồi. Sau khi ông Biden chưa kịp về hay mới vừa về. Trên máy bay thôi. Trên máy bay thì lại có vụ nổ súng khác. Thì hai vụ nổ súng lớn như vậy khiến cho người ta đặt vấn đề là nên giữ, nên hủy hay nên cải tiến cái tu giáng thứ 2, thưa anh, theo anh? Vấn đề cải tiến thì đa số dân Mỹ nó muốn làm cho nó khó khăn hơn, nhưng mà tôi trở lại vấn đề hiến pháp Hoa Kỳ đó, thì cải tiến một cái tu chính án Hoa Kỳ rất là khó. Thứ nhất là nó đòi hỏi là phải 2/3 hạ viện với thượng viện, xong rồi 2/3 các tiểu bang nữa cơ. Mà bây giờ hạ viện, thượng viện đã khó rồi, bây giờ xuống
2 phần 3 của các tiểu bang nữa thì còn biết bao giờ mới xong. Thành ra bởi vậy cái không bao giờ thì tôi nghĩ là rất khó mà sửa đổi. Bây giờ phải có cái gì để mà sửa, chứ còn không có cách gì sửa được cái đó. Thành ra thôi forget it, tôi nghĩ là rất khó khăn. Thành ra thì chỉ có chính phủ, chính quyền á, thì có thể làm luật khó khăn là bây giờ phải kiểm soát hồ sơ bệnh tật đại khái. Là có một nước khó khăn là bây giờ chẳng hạn trong vòng một tháng mới mày mua được quyền mua, nhưng một tháng mày mới được nhận súng sau khi mà chính phủ liên bang hay là chính quyền địa phương cảnh sát đã kiểm soát là mày không có những cái tội hình án, tức là felony đó, hay là những cái bệnh tật cái gì đó, thì cái đó nội cái để một tháng tháng sau mới được quyền lấy súng thì đã khó rồi. Thành ra ngay cả Texas là ông Greg Abbott, nghĩa là vừa mới nghe nói là ký cái xác lệnh là cho mang súng ra đường nữa cơ. Coi như kiểu thời cao bồi đấy, tức là ai cũng có quyền đeo súng ra đường chứ yeah. Không phải như thời xưa. Ông Biden trong cái lúc mà xúc động khi vừa về tới Mỹ, đến ông xúc động trước cái tình trạng cả gần 20 người bị bắn chết như vậy, ông ta có những câu phát biểu mà ví dụ như là tìm cách hạn chế vũ khí, ví dụ như vậy. Mà với những người có kinh nghiệm thì họ cho rằng cái đó là mang tính chất xúc động nhiều hơn, và nói theo kiểu mà để mà làm an ủi nhiều hơn là khả năng có thật của ông Biden về vấn đề hạn chế nạn súng tại Hoa Kỳ. Anh thấy như thế nào thưa anh? Thì như hồi nãy tôi nói là dựa vào cái vấn đề là bây giờ Thượng viện, Hạ viện nó đã thông qua cái luật về súng rồi, bây giờ chỉ còn Thượng viện, mà Thượng viện Đảng Dân Chủ không có được đa số, trong đó lại có cậu thêm ông Manchin gì đó thì là dân biểu, nhưng mà ở Virginia thì là có vẻ nghiêng về phía Cộng Hòa để mà lấy phiếu, thành ra là không đủ 60. Thành ra là tôi nghĩ là rất là khó khăn bây giờ, ngoại trừ bây giờ mấy người trong Đảng Cộng Hòa nghe là ủng hộ thì dự luật đó, cái luật dự luật đó mới pass ở Thượng viện, thì lúc đó thì là mới có thể thông qua. Còn đương nhiên thì bây giờ một tổng thống hay bất cứ một cái người có một tí gọi là cái mình dùng cái chữ Việt Nam tôi thích, mới đây nghe nói là có một cái lòng tử tế đó, thì là 19 đứa trẻ mới hai thầy giáo, mà đứa trẻ là trường tiểu học lớp 4 cơ. Thế tiểu học thế mà bị bắn chết thì thành ra thì đương nhiên thì mình cũng phải động lòng chứ, cái đó là bình thường. Nhưng mà về luật lệ đó thì với cái thượng viện như vậy đó thì tôi nghĩ là cũng bây giờ chưa hiểu là mấy người kia nghĩ sao, mặc dù có người nói cũng nặng nề, hoặc là có người bảo tụi bay là những đứa giết người này nọ chỉ ham kiếm phiếu thôi để thắng, thì những cái lời lẽ đó nó cũng là xúc động. Nhưng mà thì không biết là pass hay không thì cái đó mình chả nói được. Bây giờ dựa phải đợi xem tuần sau xem các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa nghĩ thế nào trong vấn đề này. Nó nói như vậy có rất xúc động, nhưng mà thực sự nó có phản ánh một chút sự thật nào đó. Vì đúng như vậy. Đúng, vì tiền, vì cái chức nghị sĩ, cái chức dân biểu mà họ bất chấp và họ chỉ chạy theo cái lợi ích và danh vọng cá nhân, thì có thể nói cái đó là một chính sách nước Mỹ bị corrupt. Bây giờ chúng ta sang chút tin Việt Nam, là anh muốn nói tin gì trước hết thưa anh? Nói thêm một tí nữa, tức là nói chung về cái tình hình chính trị nước Mỹ bị nó lạ hơn thời trước nhiều. Thời trước thì cũng có một ai cũng có một tí cái quyền lợi cá nhân vào trong đó, nhưng mà sau đó là vì cái đạo đức, rồi vì cái xã hội đưa đẩy, thành ra nó không có nảy trồi mạnh lên lấn áp các thứ khác. Chứ còn từ xưa về chính trị nước Mỹ nó cũng vẫn muốn thắng cử, muốn cái này cái đó. Nhưng mà vì thành ra bởi thế tôi nói cái thời nay thì trong vòng 4-5 năm nay tự nhiên nó lạ, tức là những cái lòng tham con người nó bất chấp, nghĩa là xã hội bất chấp mọi thứ, nghĩa là chỉ nghĩ đến mình thôi, thành ra nó đặc biệt là cái chỗ đó. Thành ra thì nó mới trở thành cái vấn đề chính trị của nước Mỹ, rồi bây giờ nó đang khác các nước Âu Châu như vậy là vì thế. Thôi bây giờ trở sang vấn đề thứ hai đó, thì cái chiến tranh Ukraine đó, thì bây giờ Liên Hiệp Quốc cũng như là các nước kêu gọi là vì tức là Putin, Tổng Nga xâm lăng nước, thành ra gây ra nạn đói trong những nước nghèo đói,
là tại vì bây giờ mỗi hàng tháng đó, nghĩa là hồi xưa thì là Ukraine nó gọi là xuất cả 4 triệu năm tấn một tháng, bây giờ là có khoảng từ 20 tấn lúa mì trở lên là bị stuck ở Ukraine, là vì mấy cái cảng bị Nga bao vây, thành ra những cái nước nghèo như là Yemen, Ethiopia, rồi Syria, rồi một số các nước nghèo không đủ tiền mua, tại vì nó giá thực phẩm nó tăng 28% trên giá cả, thành ra là những cái nước nghèo nó thành ra trở thành lạn đói, thành ra tức là những gọi là cái hệ lụy của Nga xâm lăng Ukraine. Thế thì bị một cái kiểu khác nữa là bây giờ Mỹ nó có cái kiểu mới, thì cũng như là về cái Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương là cái iPad đó, thì nó đặc biệt chỗ là bây giờ Mỹ nó có cái kiểu nó gọi là nó nói chuyện với 40 nước, nó là 40 nước contact, tức là coi như là liên hệ với nhau, nói chuyện với nhau về vấn đề Ukraine, thì trong đó bây giờ là có 20 nước nghĩa là tuyên bố yểm trợ quân sự cho Ukraine, thành ra là cái nguồn nghĩa là khả năng tự vệ bằng súng đạn của Ukraine đối với Nga nó càng ngày nó càng tăng. Thì đó là cái vấn đề Ukraine, chứ còn nói chung thì bây giờ nó cũng vẫn đánh nhau, đánh qua đánh lại, thì mặc dù là Nga vì nó yếu rồi, nhưng mà rồi không hiểu là với sức mạnh của lính Ukraine nữa, thì nó càng ngày càng tăng như vậy. Mới lại trở lại trong cái vấn đề ông cựu đại tá hồi trước đứng lên nói là Nga là chiến xâm lăng như vậy đó, là trở nên là không có được đẹp, mù quáng, rồi là tự mình uống thuốc an thần để cho mình cho nó là đẹp đó, thì đến mấy ngày hôm sau hay ngày hôm sau thì tự nhiên lại phản tình nói là Nga sẽ theo chính sách của Nga vẫn như cũ chứ không thay đổi. Đó là cái lời phản tình của ông cựu đại tá Nga hồi trước lên nói là Putin là coi những cái điều đó là không có đẹp, tự mình uống thuốc an thần để tự mình cô lập hóa thế giới, là vì toàn bộ các thế giới chống lại mình, rồi lính Ukraine nó có sẽ triệu tập 1 triệu quân, mà với cái sự dũng cảm bảo vệ quốc đất bè đó, thì nó đứng lên nó còn có một cái lòng tin gọi là chiến đấu hơn cả lính Nga. Đó là 4 điều cái ông cựu đại tá nói. Thế thì hôm sau thì phản tỉnh nói là không có nói đến những cái đó nữa, mà nói là bây giờ Putin vẫn chủ trương theo cái đường lối của Putin chủ trương. Thế là coi như là bị phản tỉnh. Thì đó là về Ukraine. Thì giờ mình trở sang cái vấn đề gọi là ông Biden công du phía Á Châu. Thì trong cái chuyến công du này đó, thì cái mục đích chính chủ trương là gọi là liên hiệp về 4 nước, gọi là quadrilateral, thì cuối cùng cái người ta gọi tắt nó là quad, thành ra tiếng Mỹ nó gọi là cái moniker này là quad, thành ra trở thành là cái tiếng phổ thông để mà gọi. Thì cái 4 cái nước Indo-Pacific đó, thì ông ta dùng gọi là Indo-Pacific Economic Framework, thành ra đọc tắt là IPEF, thành ra mình đọc là IPEF là thế, thành ra là 4 cái nước là quad countries đó. Thì trong cái từ xưa đến giờ đó, từ thời ông Bush, như kỳ trước tôi có nói là thời ông Bush bố đã là vì cựu tổng thống, nhưng mà lúc hồi xưa cũng là đại sứ bên Tàu mới lại giám đốc tình báo CIA, thì có thể là ông ta thấy là bây giờ trong cái quá trình quá khứ đó là mình xây dựng nước Tàu cho nó hùng mạnh để sau này nó lại chơi mình, thành ra ông thấy một cái con đường như vậy, thành ra mới liên lạc với Ấn Độ, với Úc Châu, gọi là để mà rồi Nhật, gọi là để chống lại cái sự bành trướng của Tàu. Thì đến năm 2000 thì bắt đầu thôi, đến năm 2007 thì lúc đó là ông Shinzo Abe là cựu thủ tướng Nhật đó, thì cũng nhìn thấy con đường đó, thành đồng ý để tiến hành. Nhưng mà sau đó thì theo lịch sử là đến năm 2008 đó, thì nước Úc vì buôn bán với Tàu thành ra rút lui, thành ra nó lại chết dần. Nhưng mà cho đến khi 2012 đó thì Xi Jinping đó, tức là Tập Cận Bình đó, là bắt đầu cầm quyền, là có những cái vấn đề
đang bành trướng nước Tàu lên gọi là để làm bá chủ toàn cầu. Thì lúc đó thì 2013 thì ông Shinzo Abe lại trở lại, thành ra là sau đó là tiếp tục làm lại. Nhưng mà sau đó một phần thì nghĩa là cái khoảng hoàn cảnh chính trị là anh em cứ vẫn cầm buôn bán với Tàu, thành ra thì nó lại lên một tí xong nó lại xuống, rồi cuối cùng vì tình hình Ukraine bây giờ đó thì mọi người thấy các nước cảm thấy là không thể chấp nhận, tại vì các người nghiên cứu thấy Tàu nó càng ngày nó càng hung hăng, nó càng lấn chiếm cái này, thành ra nếu mà mình không kêu lập một cái tổ chức gọi là để chống lại cái sự bành trướng của Tàu thì không được, thành ra bởi vậy là cái tôi cho đó rằng là một cái địa lợi cũng như là cái nhân hòa đưa đẩy mà Mỹ nó hay ở cái chỗ là cái iPad này mục đích chính ra là chỉ về trên bình thường trên gọi là chính thức là nói về kinh tế nhưng mà thật sự là chống lại bành trướng kể cả về quân sự đối với Tàu, nhất là về Biển Đông. Đó là cái hay của cái này, mà cái này nó không phải là một cái gọi là một cái hệ thống gọi là tổ chức liên minh quân sự hay liên minh cái gì cả, nhưng mà nó gọi là informal. Informal tức là như kiểu không chính thức, thành ra thích thì nói chuyện, không thích thì thôi, mà bia thích thì anh em mình bàn với nhau là ok, tổ chức tập trận thì tổ chức, rồi không thích thì thôi, nước nào thích thì tham gia, nước nào không thích thì nên nó có một cái gọi là cái flexibility, tức là có một cái sự mềm dẻo trong đó, thành ra bởi vậy là bốn nước, thành ra trong cái chuyến mà đi đại trở lại sang cái chuyến Đại Hàn đó thì Đại Hàn nó cần về Mỹ, thành ra Mỹ bảo vệ để chống lại Bắc Hàn, thành ra nó mới bỏ 17 tỷ mang sang đầu tư về điện tử sang sang Texas, rồi cũng như sau đó thì sang bên Nhật cũng thế, nhưng mà Đại Hàn thì nó làm nhiều hơn. Khi mà ông Biden sang Nhật đó, thì Toyota cũng chỉ đầu tư khoảng 5 tỷ tại vì về phương diện xe hơi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề tại sao Mỹ nó cần cái một trong những cái điểm chính yếu của cái iPad đó là Quad Countries, là bảo vệ cái nguồn supply chain, tức là cái nguồn cung cấp cho Là nước gọi là Mỹ, chuỗi chuỗi cung ứng đó, vậy là gọi là chuỗi cung ứng. chuỗi cung ứng đó là để bảo vệ, tại vì dựa vào cái vấn đề mà điện tử như mình biết đó, bây giờ cái gì electronic là đều ảnh hưởng đến đời sống quân sự cũng như là kinh tế, thì tại vì theo như thống kê người ta thấy đó là toàn bộ tức là cái chip bán trên thế giới là 152 tỷ trong first quarter của năm 2022, tức là cộng 23%, trong đó 75% trong cái 152 tỷ đó là từ Á Châu, mà trong đó thì Tàu sản xuất 24%, tại Đài Loan 21%, Đại Hàn 19% và Nhật là 13%, thì tổng số các nước mình cộng lại là 53% không có Tàu trong cái số 75%, thành ra cái số điện tử nghĩa là nó rất là quan trọng trong cái vấn đề về 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 liên hệ đến kinh tế cũng như là về quân sự đối với Hoa Kỳ, thành ra đó là cái quan trọng. Thành ra khi mà sang sang Đại Hàn thì tôi thấy thì đương nhiên sẽ có một cái vấn đề là họ sẽ bàn về vấn đề quân sự hay là những cái trường hợp gì sẽ làm khi mà nếu mà Bắc Hàn tấn công Nam Hàn đó, thành ra đó là cái vấn đề mình không họ không có nói ra, nhưng mình thấy ẩn ý là mục đích của cái Quad Country này là vừa về kinh tế lẫn bảo vệ cái quyền lợi quân sự, thứ nhất là Biển Đông là chống lại cái sự bành trướng của Tàu, mà Tàu nó cũng biết rồi từ khi 2007, nghĩa là hứa quốc chủ tịch của nước Tàu hứa quốc phòng hay là cái gì đó hứa Hua Phan đó là cũng lên án kêu là Qua quốc phòng. đó, thành ra là đó thì là tiếng Mỹ nó gọi là hứa Hua Phan vậy đó đó. Thế Qua quốc thì phòng. tức là tiếng Việt mình gọi là Hoa Quốc Phòng là cũng chống đối, kêu tụi bay là cọp giấy để thế này thế nọ, nhưng mà đến bắt đầu 2017 đó thì thấy có vẻ
tụi này nó khôn quá, nó chơi kiểu này thì mình chết. Thành ra là mới kêu là tụi bay ngăn chặn sự bành trướng của tàu này nọ. Thì nhưng mà tại vì anh tàu là anh cứ bành trướng chứ nước Mỹ, cũng như là tôi nãy mới tự nhiên nghĩ là bây giờ anh nó có chiếm Hồng Kông cũng như Macau rồi, rồi nó trả lại. Nhưng mà nếu mà tàu nó chiếm những cái đất của mình hay là của nước khác, nó có bao giờ trả lại không? Nó lấy luôn. Đó là cái sự bành trướng tham của nước tàu là vậy. Cũng như Nga đó, nó định chiếm nước kia thì bao giờ nó trả lại. Thành ra trở lại cái vấn đề ASEAN country đó, thì mấy nước đó thì thật sự là có tính ra là có 662 triệu dân. Nhưng mà cái tổng sản lượng quốc gia đó là tổng sản xuất trong nước đó, là chỉ có 3 ngàn tỷ 2. Trong khi kỳ trước tôi nói là bây giờ quá country đó, thì về cái GDP là của Nhật đã 6 ngàn tỷ rồi, Ấn Độ thì nó 3 ngàn tỷ, thì Úc thì chỉ có 1 ngàn tỷ tư thôi, tàu thì 14 tỷ, mà Mỹ thì 22 ngàn tỷ, tức là tàu là 14 trillion, tức là 14 ngàn tỷ. Thành ra cái quad country, cái ASEAN này nó nhỏ quá, tổng số đó chỉ hơn được nước Ấn Độ một tí, tức là 3 ngàn tỷ 2, trong khi nội Ấn Độ không đã 3 ngàn tỷ rồi, là cái tổng sản lượng sản xuất của quốc gia. Thành ra mình mới thấy là cái quad country nó mạnh mẽ. Kể thành ra bây giờ tàu tôi thấy là nó vì cái vấn đề Ukraine cảm thấy là thứ nhất là về quân sự, là súng đạn này nọ, nghĩa là nó có thể dùng những cái súng đạn đỡ tốn kém mà chống lại những máy bay đắt tiền, rồi tàu ngầm đắt tiền hay bất cứ gì đắt tiền. Thành ra có thể tàu nó cũng chuồn bước một phần nếu mà để định xâm chiếm Đài Loan hay là đánh Việt Nam hay là chiếm những cái đảo của Nhật. Thì như kỳ trước mình nói là tổng cộng số tàu của Mỹ đó, là Mỹ nó có 3.000, trên 3.000 máy bay, trong khi tàu là chỉ có 500 máy bay. Trong khi về nước Nhật đó thì nó có 209 máy bay mà 67 tàu chiến. Nhật thì nó 204 máy bay cũng như 61 tàu chiến. Thành ra nếu mà tổng cộng lại bốn cái nước quad country đó, nói về kinh tế cũng như nói về quân sự, vẫn ngon hơn tàu. Thành ra anh tàu có vẻ hung hăng như vậy là vì vấn đề mọi người sợ chiến tranh, không muốn muốn hòa bình tạm thời, không muốn chiến tranh. Thành ra là cứ gọi là có những cái kiểu áp lực về kinh tế với các nước phi châu. Thành ra cái vấn đề ai quad country tôi thấy là một cái phương cách rất hay của Mỹ, mà nó lại mềm dẻo cái chỗ là thí dụ như anh thích về bây giờ tụi tôi tập trận, thì nếu mà anh thích cử tàu chiến vào tập trận hay cái gì đó thì vào, không cũng không sao. Về kinh tế thì tham gia hết tốt, nhưng mà về quân sự thích thì vào, không thích thì thôi. Thành ra nó không cần, nó không phải là một cái bilateral hay là một cái hiệp ước liên minh quân sự. Thành ra không phải qua thủ tục rườm rà của quốc hội, cũng như là phải ký kết cái gì cả. Nó chỉ là một cái nói chuyện rồi tham gia không chính thức, thì nó hay là cái mềm dẻo. Thành ra chống lại, thành ra anh tàu nghĩa là rất không bằng lòng, là vì rõ ràng rồi bây giờ đó, mới đầu trong khi cái nước ASEAN country đến Hoa Kỳ đó thì chỉ có hai nước tham gia là Philippines với có vẻ Singapore thôi. Nhưng mà trong khi đến quad country là Biden sang Nam Hàn thì nói chuyện với Thủ tướng Nhật là Fumio Kishida, cũng như là bên Ấn Độ là ông Narendra Modi là Thủ tướng Ấn Độ, và ông bây giờ đó thì đáng nhẽ là ông Scott Morrison nhưng mà thua. Thành ra bây giờ là ông Anthony Albanese thắng cử, mà ông Albanese thủ tướng Úc thì là cũng có vẻ là vẫn giữ con đường cũ, là vì khi tàu cạnh tranh với tàu, tức là trong trước vài năm nay đấy, thì là tàu nó nghĩa là lũng đoạn nền kinh tế chính trị của Úc, nhưng mà sau này thì dân Úc cảnh tỉnh thì mới sửa lại khó khăn. Thành ra là bất chấp tàu, nghĩa là nó dùng cũng lại dùng thương mại để kiềm chế Úc, nhưng mà cuối cùng nó nhất quyết là không chơi với tàu nữa, dùng chính sách nghĩa là đi lại với Mỹ. Thành ra mạnh rồi sang bên Đại Hàn thì nói chuyện với ông gọi là Jun Suk Jo, tiếng Đại Hàn, cái tên Jo của ông nó đọc Đại Hàn thì nó đã buồn cười lên, nhìn đọc Jo
Joe nó lên giọng giống người Bắc mình có một số, thành tôi mới nghe mãi nói thì giống như Hán Thành thì soul, nó đọc là soul soul, thành ra ông này thành đọc nó phải lên giọng thì mới là đúng, đọc là Jun Suk Jo thành ra cái kiểu thành ra đọc coi như mình đọc tạm kiểu Mỹ đọc là Jo cũng được, Jo thành ra là bốn cái ông đại Hàn đó. Thế thì đến thành ra thì nói chung thành ra thì bốn mới đây thì là thêm à đang nói trở về lại cái vấn đề là về cái vấn đề quad country đó, thì quad country là nó chiếm 40% nền kinh tế của thế giới lại đó, thành ra thì là cái sự thầy thành ra mình thấy là cái bốn country này mà nó ghê gớm là nó cái về kinh tế đó, là về quân sự mình nói rồi, nghĩa là dựa vào cái GDP cũng như là về sức mạnh về tàu chiến với máy bay đó, thế đó thành ra cái iPad thì nói cho nó rõ ràng thì nó chưa có gọi là chính thức đường lối chi tiết, thì ông Biden nói là có thể là khoảng cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 thì có những chi tiết, nhưng mà tự chung thì các báo họ cho rằng là nó có bốn cái phần điểm chính, tức là cái điểm đầu tiên là chuỗi cung ứng, tức là supply chain, rồi sau đó là clean energy, tức là năng lượng sạch, tức là đừng để bị ô nhiễm, rồi sau đó là chống lại corruption, gọi là tham nhũng, và sau đó là liên hệ đến 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 cái liên hệ tương quan buôn bán về digital, tức là kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số nói chung đó, thành đó là bốn cái điểm chính. Nhưng mà khi mà ông Biden sang Việt Nam, à khi mà Phạm Minh Chính sang Việt Nam ấy, thì cái anh mà senior policy hỏi một cái câu đối với Phạm Minh Chính, thì lúc đó Phạm Minh Chính thì còn chắc chưa học tập với nghiên cứu, thành ra trả lời ấm ớ, nói chung thì cũng đẹp thôi nhưng mà nó không có vào vấn đề, nói chung thì nó đặt ra cái điểm mà bây giờ cái trọng tâm chính của quad country là gì, tức là muốn free and open của trên cái biển Đông, tức là open into the Pacific, tức là ở Thái Bình Dương, đó là cái quan trọng, thì cái trọng tâm này tức là liên hệ đến tình hình an ninh thương mại, tức là thương mại của biển Đông thì nó liên hệ đến quân sự, nhưng mà bây giờ nếu mà không có open and free, nghĩa là gọi là transportation, hay là nó có cái danh từ tự nhiên không nghĩ ra là đi lại đó Giao thông, giao thông. giao thông đó, không không có cái sự nghĩa là free and open mà bị chặn thì làm sao mà nền kinh tế đối với Hoa Kỳ bị tàu nó chặn, thành ra bởi vậy cái này nó là một cái, tôi nghĩ là một cái cách hay, rất hay của Mỹ, rất mềm dẻo để cho nhiều nước tham dự, mà bây giờ khi mà sang Nhật rồi đó thì là có đến 13 nước, trong đó có cả Việt Nam, tức là cuối cùng in the end thì cũng tham dự, tức là 13 nước là Đông Nam Á đó, thì lại có Brunei, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, rồi cuối cùng là Việt Nam, thành ra cuối cái in the end ấy, thì Việt Nam mà cũng tham gia, thì như vậy thì có thể cũng là có một cái phần nào ấy là sáng sủa hơn cho Việt Nam. Nhưng mà khi nói đến Việt Nam ấy, thì tôi lại nhớ ra cái điều kỳ trước định nói là tôi nghĩ rằng là mấy cái em mà viết bài cho Phạm Minh Chính đó, khi mà gặp thị trưởng San Francisco đó, cũng như là phó thị trưởng ở Los Angeles đó, là Phạm Minh Chính cứ có những cái tuồng nói lại là bây giờ nhờ, nhờ các bà làm sao giúp San Francisco, thì nói là giúp cho 50.000 người Việt, nghĩa là tuân thủ luật pháp, có công ăn việc làm tốt đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ các em mà viết những cái bài này cho Phạm Minh Chính nói làm xấu Phạm Minh Chính chứ không phải là làm đẹp. Thứ nhất, làm xấu là tại sao mình là thủ tướng một nước, trước khi đi mình phải hiểu nội tình luật pháp của các nước như thế nào rồi mình mới nói. Bây giờ nói một cái câu mà thứ nhất đó, là thành phố địa phương chả có cái quyền hành gì mà tạo công ăn việc làm cho dân chúng, kể cả Los Angeles. Mà nếu mà nói 50.000 người Việt thì thật sự thì sinh viên du học có thể chừng tôi nghĩ vài ngàn, còn lại là dân tị nạn, như vậy thì nghe như vậy thì cũng chả lấy được làm giảm cái giá trị hiểu biết của mình đối với thị trường San Francisco cũng như là phó thị trưởng Los Angeles, vì những cái người này họ thừa biết là dân Việt ở vùng này là
là chống cộng sản. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ nhì là họ biết, họ nghe thấy họ cũng đâu nói gì đâu, tại vì họ đâu có cái quyền gì mà tạo công ăn việc làm. Thành ra tôi nghĩ nói gọi là để cho nó đẹp thì không nên nói, mà lại thấy cái sự kém hiểu biết. Thành ra mấy cái em tôi nghĩ là viết diễn văn sáng cho ông thủ tướng đọc thì stop, đừng có nên làm như vậy nữa. Thứ nhì đó là khi nói một cái câu là mình có vẻ là nghĩ tốt, muốn bảo vệ quyền lợi kiều dân của mình, thì thật sự không phải là toàn bộ là kiều dân của mình. Tại vì đa năm bây giờ San Francisco tôi không hiểu được 50.000 không, nhưng mà nếu 50.000 thì chắc đến 30-40.000 là dân Mỹ rồi, là Mỹ rồi, còn lại là 3-4.000 du học sinh rồi, gọi rồi sau đó là một số những cái người đi chơi thí dụ như vậy gì ở luôn hay cái gì đó. Thành ra thì đó là cái điều chính. Còn cái điều mà muốn lấy lòng cho dân Mỹ gốc Việt, hoặc là ngay cả cho những cái người mà sang đây làm ăn, đi học, đi làm gì ở lại có thể sang, rồi tôi nghĩ là muốn bảo vệ quyền lợi công dân thì thứ nhất, thì tôi biết một số người complain về cái Bộ Ngoại giao đó, chẳng hạn như là gia hạn về passport, bộ trên website của Bộ Ngoại giao lấy có 70. Thì bây giờ khi người ta vào người thế là bị tòa đại sứ hay tòa lãnh sự đòi thêm 100. Thế có một số người thì họ thấy phiền quá thôi, trả cho nó thêm 100 hay 150 cho rồi, không bị phiền toái. Nhưng mà có vài người họ cũng không chịu, thì cuối cùng thì bên tòa lãnh sự hay tòa đại sứ họ cũng nhượng bộ. Thành ra tôi nghĩ vấn đề đó là vấn đề tham nhũng, mà ông Trọng mới đây dí ông gì Tô Anh Dũng hay cái ông nào thứ trưởng ngoại giao là vì vậy. Thành ra nếu mà muốn đối với kiều bào mình gọi là bảo vệ thì nên sửa lại cái vấn đề như vậy, hoặc là giảm không cần đi visa đó, thì đi vào Việt Nam du lịch muốn lấy lòng người Việt tôi nghĩ tốt nhất là thôi bỏ, tại vì Việt Nam cũng bỏ một số nước là không có cần có gọi là cái visa nữa, tại sao không làm. Đối với kiều bào thì tôi nghĩ như vậy là mọi người sẽ ủng hộ chính quyền Việt Nam, hay là ít ra là có một sự thích thú nào đó, không phải lấy tiền. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó hơi khó, là tại vì nước Mỹ với các nước Âu Châu cũng như Việt Nam là mang lại một số mối lợi tài chánh cho thứ nhất cho chính phủ thì không biết được bao nhiêu, nhưng mà cho những nhân viên thì tôi nghĩ là cũng khấm khá lắm. Thành ra bởi vậy thì tôi đề nghị là hai cái phần đó là đừng có nói nữa. Và nếu mà muốn lấy lòng người Việt, dù người Việt gốc Mỹ hoặc là người Việt di trú chưa phải là gốc, Mỹ nhưng mà vẫn có quốc tịch Việt Nam mà để lấy lòng. Tại vì những cái người này là họ phiền từ lâu đến rồi, tôi nghe lâu lắm đó, thì nên làm những cái này hơn là mình cứ nói những cái lời hay đẹp bảo vệ quyền lợi nhưng mà thực tế là không có làm, thì đó là vấn đề Việt Nam. Nhưng mà trở lại cái vấn đề quad country đó, thành ra là khi mà bây giờ thì quad country thì Wang Yi tức là Vương Nghị Bộ trưởng Ngoại giao cũng như là Zhang Jiqi tức là Dương Thiết Trì đó, thì tôi muốn nói để cho người Việt mình biết cả tên tiếng Anh, thành ra khi mà đọc báo thì biết là đó là Dương Thiết Trì, Zhang Jiqi đó, đó với Wang Yi là Vương Nghị đó, thì lên tiếng phản đối. Thì hồi trước thì nói là tụi bay là cọp giấy hay cái gì đó, nhưng mà bây giờ thì la làng, nghĩa là không có gọi là giữ gọi là hòa bình trong Biển Đông, mà thật sự anh gọi là có mộng xâm chiếm người ta, mà bây giờ anh bảo không muốn có hòa bình, tức là hòa bình là thế nào? Hòa bình là im lặng để cho mày chiếm à? Thế các nước này đâu có chịu. Thành ra bởi vậy bây giờ nhiều nước nó tham gia là nó sẽ có, tức là nó gọi là maritime, là vùng biển security, tức là an ninh vùng biển, maritime security, đó là một cái trọng tâm thứ nhì mà không kém phần quan trọng của cái quad country, tức là bộ tứ cường đó, thì tôi gọi nó là bộ tứ cường, quad là bốn, quadrilateral đó.
là bộ tứ thành, nhưng mà tại vì đây là bốn cường quốc thành như tôi gọi là bộ tứ cường thì một số người gọi khác, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không có đúng hẳn, là tại vì còn không mình gọi là bộ tứ thì nó đúng nghĩa nhất, thêm cho nó đẹp đẽ, còn là bộ tứ là đúng cái chữ the quad đó. Thành ra là cái vấn đề quan trọng chính là bây giờ với Xi Jinping như vậy đó, thì cái mỏng bá chủ của nó, vì những cái bành trướng là thứ nhất là bắt đầu khi Xi Jinping lên đó, thì bắt đầu là có cái mình cứ cho là có cái vòng đai cái gì đó đi sang Ấn Độ này nọ, thì bây giờ nó cũng bị trục trặc là vì gây chiến với Ấn Độ ở Hy Mã Lạp Sơn rồi này nọ, thành ra bây giờ có làm bỏ tiền thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề, gọi là nếu mà chiến tranh gây tàu mà gây chiến tranh nó cũng làm problem cho, nghĩa là trở ngại cho nước tàu rồi, tại vì Ấn Độ nó chặn rồi, bây giờ anh bỏ tiền anh xây thì anh mất, thành ra là cái quát bộ tứ này là quan trọng, là ngăn chặn sự bành trướng của tàu, và trong trường hợp nếu mà có chiến tranh thì là tàu cũng học được bài học, là thứ nhất là quân đội mặc dù là khá gọi là trang bị tối tân hơn trước, khi mà Đặng Tiểu Bình đánh sang Việt Nam mới thấy là lính tồi quá, rồi súng đạn cũng tồi, thành ra nó cũng hay ở cái chỗ là nó biết cảnh tỉnh, thành ra bây giờ anh Việt Nam thì bây giờ thì cũng phải biết cảnh tỉnh, dự trữ súng đạn đi hoặc là đừng có bỏ tiền mua những cái tàu chiến hay những cái gì mà đắt tiền quá, cuối cùng bị bắn thì cũng chết dở, thành trong khi dùng những cái súng hỏa tiễn hoặc là súng chống xe tăng rồi chống máy bay rồi hỏa tiễn bắn tầm xa đại khái thì là vừa rẻ mà lại vừa bảo vệ được, rồi chế súng đạn nghĩa là phải dự trữ, tại vì trước sau bây giờ tàu nó đánh thì làm gì, chỉ có Mỹ cứu thôi chứ bây giờ ai cứu. Thời xưa năm 79 mà khi xâm chiếm Campốt đó, Campuchia, là tại vì lúc đó anh không có đồng minh với ai cả, anh đi theo Nga với tàu, bây giờ tàu nó đánh thì cuối cùng là đáng nhẽ cái vấn đề đó là chính nghĩa, của Việt Nam mà cả thế giới đâu có ai nói gì, thế nên tự nhiên Đảng Cộng sản nghĩa là chịu chặn, nghĩa là dân dân Việt Nam chết, mà chết một mình trong tức tưởi mà không có ai giúp đỡ gì cả. Bây giờ thì không hiểu là Việt Nam cần phải có Zelensky đứng ra mà Việt Nam cũng nhiều anh hùng lắm chứ, lịch sử Việt Nam không biết bao anh hùng áo vải Lam Sơn rồi Nguyễn Huệ đủ thứ chống lại tàu Đinh Bộ Lĩnh, thế thế thì bây giờ phải trội ra có một người đứng dậy, nghĩa là kêu gọi, nghĩa là đoàn kết, gọi là để bảo vệ, nghĩa là một mảnh tấc đất của tiền nhân thì như vậy thì mới được, tức là phải dự trữ đó là cái phần, nghĩa là về phương diện cái quát country là nó hay ở cái chỗ, nghĩa là vừa kinh tế bảo vệ kinh tế, vừa bảo vệ cái chuỗi cung ứng cho mình, cho chính nước Mỹ rồi cho mình, rồi vừa vấn đề an ninh quân sự để mà không ngăn chặn, tại vì tàu nó bành trướng, tại vì mới đây thì Henry Kissinger cái thời xưa nổi tiếng là vì mang lại cái thương mại cho tàu, build up cho tàu nó giàu, rồi cuối cùng tàu nó đánh lại. Bây giờ Henry Kissinger tôi nghĩ là một cái anh già 98 tuổi, nghĩa là chỉ muốn quyền lợi, nghĩa là được tài ủng hộ tài chánh của tàu từ xưa đến giờ đó, bảo là thôi Zelensky nhường đất đi, nói một cái câu ngớ ngẩn, nhường đất để được hòa bình, nhưng mà hòa bình trong bao lâu, thế thì nhường hết à, bây giờ nhường được 5 năm 10 năm, thế thì đến khi nào thì hòa bình được bao lâu. Nếu mà nói như vậy thì Kissinger không có Mỹ, Kissinger là gốc Do Thái đó, mà không nghĩ là hồi trước thì Hitler nó mới xâm chiếm mấy nước Đông Âu, Bắc Âu, Poland gì này nọ, thế thì cho nó cho rồi. Nhưng mà vì thủ tướng nước Anh là Chamberlain, nghĩa là cũng không phải là cứng cựa như là Churchill hoặc là như Zelensky, nhất định nghĩa là một ký kết, gọi là ký kết một hiệp ước, nghĩa là hòa bình với Đức, thành ra Đức nó mới tấn công. Nếu mà nói như Henry Kissinger, nếu thì để cho Đức nó chiếm hết thì làm gì có thế chiến thứ hai, mà làm gì có nước Do Thái nữa, thấy không? Thành ra mình thấy Henry Kissinger nói một cái câu nghĩa là nhường nhịn để mà hòa bình ấy, thì nói một cái câu thôi, nghĩ mình cho là một anh già láo khoét nói, nổi tiếng là tại vì mang lại mối lợi đi với tàu để chống lại Nga thôi, còn sau này là toàn là nói ba lăng nhăng, chả có gì hay ho mà nói, cũng
không có được chỉ nêu lên một cái statement nghĩa là làm như vậy thôi. Nếu thế thì bây giờ tàu nó đánh Việt Nam sao? Thế thì bây giờ thôi để tàu mình bây giờ nhường hết đất cho tàu một số ở miền Bắc, giữa biển Đông nhường hết, giữa các nước Nhật, Đại Hàn cũng nhường à? Mình thử hỏi mấy nước đó họ có nhường không? Với lòng tự ái dân tộc, mảnh đất, lãnh thổ của họ từ bao nhiêu ngàn năm nay không lẽ để cho tàu nó lấy, thế thì họ có nhường không? Để hòa bình được bao lâu thì đó tôi nghĩ là một cái câu kết luận cho ngày hôm nay là nếu mà nhượng bộ không có cái tinh thần tự ái dân tộc, tự hào dân tộc, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của mình ấy, thì mình có nhượng ấy, thì hòa bình được bao lâu? Đó là cái lời cuối. Thành ra cần phải có một cái người anh hùng đứng dậy đoàn kết dân tộc cũng như đoàn kết các nước để chống lại bành trướng nước Tàu, thì đó là một cái, tôi cho rằng nó là một cái địa lợi nhân hòa. Thiên thời thì mình chưa biết, nhưng mà địa lợi mọi đất đưa đẩy đến nhân hòa là mọi người cảm thấy là cần phải chống lại cái sự bành trướng của Tàu. Nói chung nó là như vậy, là với nói chung thì chi tiết hơn là Xi Jinping và Vladimir Putin, hai cái người nghĩa là cầm quyền nước đưa đến một cái thế giới chiến tranh, cũng như Hitler thời xưa cũng thế, hai cái người mang lại chiến tranh thế giới. Thì bây giờ chiến tranh thế giới thì mình phải chấp nhận chứ, nếu mà mình không chấp nhận thì mình trở thành gọi là nô lệ, muốn làm nô lệ hay sao? Thì that's the point, đó là một cái điểm mà tôi muốn đặt ra cho những người nghe của mình, thì là nghe như vậy có lọt lỗ tai, nghĩa là theo kiểu người Việt mình là vừa hợp tình mà lẫn hợp lý hay không? Đó là cái lời kết luận của tôi trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Nguyễn Tiến Đạt, và chúng ta sẽ trở lại trong lần tới. Xin trân trọng kính chào quý vị và chào anh Thư Anh. Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào anh Nam.